Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 2 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Học đến tập 12. Quý vị nhớ là chúng ta được nghe Phật pháp. Bất cứ một cái sự trở ngại khổ gì đến chúng ta, nhớ câu là đều có lối thoát. Cái lối thoát nó nằm ở đâu quý vị biết không? Cái lối thoát nó nằm ngay cái tâm chúng ta. Con người sống trong cuộc đời này mà nói rằng tôi bế tắc, tôi không có lối thoát á quý vị, là do quý vị bị co thắt cái tâm này lại. Cái tâm này bị buộc ràng nặng nề nên quý vị cho rằng không có lối thoát. Chứ thật sự đều có lối thoát, 100% có lối thoát. Khi bị hiểu được nguyên lý này rồi, quý vị sẽ biết cởi mở tâm tư. Lối thoát là ngay chỗ quý vị, ngay cái tâm của quý vị. Bây giờ quý vị ngồi suy nghĩ kỹ nè. Cuộc đời con người chú trọng cho cái thân này, mà từ xưa tới nay có ai giữ cái thân này mãi mãi không quý vị? Có ai giữ cái thân này được mãi mãi không? Mình bồi dưỡng cho cái thân này, mình dính mắc cái thân này, vì cái thân này mà mình tạo bao nhiêu nghiệp trước, mình bồi dưỡng cho nó. Có khi nó còn khỏe mạnh mà bất chợt nó bệnh, hoặc bất chợt nó bỏ mình, bất chợt nó chết đi, hoặc là những ngày tháng đi qua nó sẽ già đi, nó sẽ bệnh đi, và cuối cùng nó chết đi. Nó đều bỏ mình. Như vậy thì cái thân này nó còn bỏ mình. Như vậy cái gì mà quý vị bế tắc? Những đức nói dù bây giờ quý vị có đang bị bỏ rơi, quý vị đang thiếu nợ rất nhiều, vì đang buồn chán một việc gì đó, quý vị bị gạt, bị phụ tình, bị hắt hủi, quý vị cũng sẽ thông tâm được. Vì quý vị nói rằng chỉ có cái thân giả tạm này, rồi một ngày nó cũng bỏ mình. Như vậy cái gì là cái mình cần phải bổ túc, cái gì là cái mà mình cần phải bồi dưỡng? Cái tâm thức. Nên con người chúng ta bị trở ngại đi vào con đường bế tắc, để muốn kết liễu cuộc đời, muốn chết, là do dính cái thân giả. Cái thân mà nó sớm muộn gì cũng bỏ chúng ta, mà chúng ta lại không biết bồi dưỡng cho cái tâm thức. Chúng ta không biết bồi dưỡng cho cái tâm thức. Nếu như mình biết bồi dưỡng cho cái tâm thức thì xin thưa quý vị sẽ không bao giờ bị chối buộc gọi là bế tắc. Vì bây giờ người ta hiện hữu, người ta thấy cái thân thôi. Người ta thấy cái thân thôi. Kẻ nói này, người nói nọ, nói kia. Dư luận này, dư luận nọ, dư luận kia. Dư luận vẫn là cái ở bên ngoài của người ta, quý vị. Người ta có quyền dư luận. Người ta có miệng, người ta có cái quyền biện luận, dư luận. Tùy người ta. Mà chính bản thân của chúng ta mới là người nhận thức được cái việc chúng ta có bị dư luận buộc ràng hay không. Cái này là cái quan trọng. Nhiều người chúng ta sống trong cuộc đời này, chúng ta bị cái dư luận đè ép chúng ta mà đi vào cái chết.
dư luận nó cũng có cái hay. Nó có mặt trái mặt phải, và dư luận nó cũng có cái cho chúng ta để nhận thức, để hướng đến một cái việc thành công. Một con người vượt qua được dư luận, có góc độ cực kỳ sâu sắc, thì vì sống trong cuộc đời này, vì sẽ không bị những thứ chói buộc, làm vì đi vào con đường bế tắc. Người ta có miệng, người ta có quyền chửi quý vị, người ta cũng có quyền khen quý vị, người ta cũng có quyền mọi mặt, cái gì đó là cái quyền của người ta. Nhưng chúng ta có bị chói buộc hay không, đó là riêng cá nhân của chính mình. Thí dụ như hôm nay người ta nói mình, người ta chửi mình, ngày mai người ta lại bị người khác nói, người ta chửi người ta. Trong cuộc đời này nó cứ quay quần như vậy đó quý vị à. Còn sống ở cõi đời này là nó chưa có xong đâu. Nó chưa có xong đâu. Nó cứ quay quần như một cái vòng xoay vậy đó. Hôm nay bị đứng ở đây bị chửi người ta, dù có đi một vòng tròn đi chăng nữa cũng quay lại người ta sẽ chửi quý vị. Hôm nay mình đứng ở đây mình giết người ta, đi một vòng tròn, một ngày nào đủ duyên quay lại, người ta sẽ giết quý vị. Nên trong nhà Phật dạy tin sâu nhân quả là như vậy. Tin sâu nhân quả là như vậy. Nên Phật Pháp rất là hay, có thể giải mã được những cái u uất trong cõi lòng, những cái nặng nề trong nội tâm, giải mã được. Nên trong nhà Phật có câu nói cực kỳ hay luôn: còn mang thân này là còn khổ. Nhớ kỹ, còn mang thân này là còn khổ. Thân này là nguồn gốc của khổ đau. Nhớ kỹ nghe, thân này là nguồn gốc của khổ đau. Còn mang thân này là còn khổ. Thân này là nguồn gốc của khổ đau. Chỉ có cái thân ở thế giới cực lạc là hết khổ. Quý vị coi, chúng ta bồi dưỡng cho cái thân này, cái ăn cái bặn, trao chuốt cho cái thân này, sáng sủa cho đẹp lên. Nhưng bất chợt nó hoại đi, bất chợt nó bỏ mình. Thân còn bỏ mình, không chi cái gì mà không bỏ mình. Bao nhiêu con người chúng ta hãy ngồi suy nghĩ kỹ, phải không quý vị? Không có cái gì quý hơn là cái thân của mình đang có, mà nó còn bất chợt nó bỏ mình kia. Nên khi mình có được cái thân này, gọi là thân tứ đại hợp thành, thân giả tạm, thì chúng ta biết trân quý cái thân này để sử dụng nó đúng mục đích thì quá tuyệt vời. Bữa nay mùng 10 còn có 7 ngày nữa là lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm rồi. Người dẫn rủ người đi tu được thì cứ cố gắng mà làm. Dẫn được một người đi tu thì tốt cho một người. Người trong chùa thì cực lực nhiệt tình phát tâm lễ quý văn âm, tu nhiệt tình hết mình phục vụ chúng sanh. Sắp xếp tôi ban bệ, tôi sẽ cực lực nhiệt tình, tôi sẽ phát động khả năng của tôi để cơ hội tôi phục vụ chúng sanh, cơ hội người ta về đây đông đúc phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Tôi chân thật, tôi phát tâm nhiệt tình hết mình, tôi phát tâm để phục vụ chúng sanh, để dùng cái thân giả này sử dụng đúng mục đích của nó, để tu tạo phước duyên để cầm theo, tạo cái mà cầm đi theo được. Quý vị nhớ rằng sanh không mang đến, chết không mang đi. Đa phần chúng ta, mỗi một con người sanh đến cuộc đời này đều là trần trụi, không có một miếng đồ che thân. Đến với cuộc đời này chúng ta tạo ra một sự nghiệp trong cuộc đời này, cuối cùng một hơi thở thở ra, không hít vào, chúng ta có cầm của cải vật chất, xe cộ, vợ chồng con gì theo quý vị? Không. Từ xưa tới nay, dù một ông vua cũng không có cầm theo được những cái mà ông đã tạo ra ở cõi đời này. Có hai loại chúng ta cầm theo, đó là thiện ác. Nếu cầm thiện thì quý vị sẽ đến ba đường thiện. Nếu quý vị cầm ác, quý vị sẽ đi đến ba đường ác. Ngồi suy nghĩ kỹ đi quý vị. Nếu như chúng ta tín nguyện niệm Phật thì cuối cuộc đời chúng ta được Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh. Vì cái thân giả này mà chúng ta đã tạo bao nhiêu nghiệp trước. Chúng ta lúc còn ăn mặn ăn thịt, cũng vì cái thân này, một miếng đồ ăn ăn ngon miệng,
qua cổ là xong. Vì mà chúng ta tạo bao nhiêu cái nghiệp chướng, nói lời giả dối, nói bao nhiêu lời tội lỗi, vì cái thân giả tạm này mà tạo nghiệp chướng quá nhiều. Nên chúng ta bây giờ nghe đạo hiểu rồi, chúng ta hãy dùng cái thân giả này để làm cái gì đó ý nghĩa trong cuộc đời. Làm cái gì đó ý nghĩa trong cuộc đời. Đừng để có cái thân giả này để lún qua một đời uổng phí, rất là uổng. Nên những đức nói rằng tất cả những vị trưởng đoàn khắp nơi phát động cái chương trình lên để đi lễ Bồ Tát Quán Thế Âm. Bây giờ quý vị coi, có ai mà tổ chức lễ viết Quán Âm lớn như vậy? Một chương trình lễ viết Bồ Tát Quán Thế Âm, những đức chuẩn bị rất là nhiều thứ. Rủ tất cả quý Phật tử khắp nơi trong nước ngoài nước, tất cả trưởng đoàn, dù là Phật tử của ai, dù đệ tử của ai, cái việc tu hành là cái việc tu cho quý vị. Cho nên không có dính dáng gì cái chuyện chúng ta là Phật tử của chùa nào, đệ tử của ai hết. Thầy mình có thích hay không thích đó là chuyện của thầy mình. Chuyện của ta tu phước tu duyên, lễ lại Phật Bồ Tát, đó là chuyện của chúng ta. Chúng ta nghe đạo tu hành, chúng ta phải có góc độ cực kỳ sâu sắc. Không phải rằng thầy mình không thích người này thì bản thân mình không dám đi tu. Cái quan trọng là người ta tổ chức cho mình tu kìa. Nếu như thầy tổ chức cho con tu được, con sẽ tu. Còn thầy không tổ chức cho con tu được thì con đi tìm chỗ tu. Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Đúng quý vị? Có người tổ chức cho mình tu thì mình đến mình tu. Mình là người nghe đạo, người mình tiếp nhận Phật Pháp. Mình đừng có nên bị câu thúc, đừng có nên bị buộc ràng. Đừng nên câu thúc, đừng nên bị buộc ràng. Cuộc sống của mình làm mình ăn, nhà mình ở. Dù mình đi đến chùa mình quy y một người, quy y là quay về nương tựa. Nương tựa ác là chắc ăn nhất. Nương tựa Phật, nương tựa cái sự giác ngộ của Phật, nương tựa lời dạy của Phật. Người thầy quy y cho mình chỉ là đại diện tăng đoàn quy y cho mình thôi. Nên có rất nhiều người gặp những đức hỏi: thầy ơi, con muốn quy y với thầy. Những đức nói, những đức từ đó tới giờ không có quy y cho ai cả. Có cái duyên là những đức chỉ đặt dùm cho người ta một cái pháp danh, rồi những đức khuyên họ niệm A Di Đà Phật, quy y Đức Phật A Di Đà đi. Chính Đức Thích Ca Mâu Ni ngày cũng dạy mình nên niệm A Di Đà Phật cầu sanh cực lạc. Ý ngày dạy mình là nên quy y Phật A Di Đà. Khi thầy Lý Vĩnh Nam dạy cho Hòa Thượng Tịnh Không giải pháp, và Thượng Tịnh Không ngài nói 10 năm sau ngài sẽ chỉ dạy Hòa Thượng Tịnh Không một vị thầy là chỉ Ấn Tổ, tổ sư thứ 13 của Tịnh Độ Tông. Khi đại lão Hòa Thượng Tịnh Không tới đời của ngài, ngài chỉ chúng ta một vị thầy, đó là A Di Đà Phật. Tới đời những đức cũng học chỗ này, là chỉ vị quy y Đức Phật A Di Đà, là niệm A Di Đà Phật cầu sanh cực lạc. Chỗ này chắc chắn quy y Đức Phật A Di Đà không có tác dụng phụ. Vì ngài hứa rằng chúng ta niệm danh hiệu ngài, ngài tiếp dẫn chúng ta về thế giới cực lạc. Ngài đã hứa rồi thì chúng ta chân thật hành trì, chân thật làm, chẳng thật hành trì, chẳng thật làm. Phật hứa chúng ta yên tâm. Tu cái pháp tu mà mười phương chư Phật đều tán thán, chúng ta yên tâm. Không cần phải lo nghĩ gì cả. Cái pháp tu một vị Phật tán thán, chúng ta còn lo. Cái pháp môn tịnh độ là mười phương chư Phật dùng tướng lưỡi rộng dài để tán thán tịnh độ. Mỗi một vị Phật đều tán thán tịnh độ. Nên Đức Thích Ca Mâu Ni ngài phó chúc cho Bồ Tát Di Lặc, khi ông thành Phật tiếp tục ông phải giảng dạy tịnh độ. Di Lặc Bồ Tát ngài hứa khả rằng nhất định con thành Phật ở bất cứ một quốc độ nào, con cũng đem tịnh độ giới thiệu. Nên nhiều người tu một số phương pháp, người ta đang chờ đợi hội Long Hoa. Nếu như bây giờ chúng ta chân thật niệm Phật cầu sanh cực lạc, chúng ta về thế giới cực lạc, chúng ta
trở lại thường nguyện, trở lại cùng với Bồ Tát Di Lặc độ sanh dư hội long hoa thì vô cùng là chắc chắn, không cần phải lo nghĩ. Còn nếu như bây giờ chúng ta chờ tới dự hội long hoa, biết chúng ta có phần đó hay không? Người dự hội long hoa đa phần là những bậc thật tu thật chứng. Mình có khả năng thật tu thật chứng đó hay không? Nên bây giờ chúng ta tính nguyện niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Về thế giới Cực Lạc chúng ta là đệ tử Đức Phật A Di Đà. Đệ tử Đức Phật A Di Đà mà đến dự hội long hoa thì vô cùng là uy tín. Đệ tử Đức Phật A Di Đà đi đến quốc độ nào cũng rất có uy tín. Rất rất có uy tín. Những chiếc ghế mà đệ tử Phật A Di Đà ngồi đa phần là những chiếc ghế dành cho bậc thượng thủ. Quý vị từ thế giới Cực Lạc trở lại dự hội long hoa để cùng với Bồ Tát Di Lặc độ sanh thì chiếc ghế quý vị ngồi là chiếc ghế của bậc như đệ tử Đức Thích Ca Mâu Ni, ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, tôn giả A Nan, ngài Ca Diếp. Đó là những bậc thượng thủ trong hàng ngũ tăng đoàn của Đức Thích Ca Mâu Ni. Nếu như quý vị về thế giới Cực Lạc trở lại cùng với Bồ Tát Di Lặc độ sanh là quý vị nằm trong những bậc thượng thủ, chắc chắn vô cùng. Như vậy tại sao bây giờ chúng ta không niệm Phật, không chịu tín nguyện niệm Phật để cầu sanh Cực Lạc? Cái thân giả tạm này có cái gì mà chúng ta bị trói buộc rồi đi vào con đường phiền não bế tắc rồi muốn tự tử kết liễu, chết đi cuộc đời? Có rất nhiều người đang suy nghĩ rất sai lầm, nghĩ rằng khổ đau chết là hết, làm gì chết là hết. Có rất nhiều người chúng ta không nghe đạo, rất là mù mờ không hiểu, tưởng rằng mình thương một con người đó, người đó chết đi mình chết theo, mình sẽ gặp người đó nơi chính suối. Bậy. Bậy. Có người gặp nhau cuộc đời này đó là đồng duyên đồng nghiệp mới có thể gặp nhau, gọi là duyên hợp thì gặp mà duyên hết thì xa. Còn khi đã chết đi thì duyên nghiệp khác nhau, dù mình có chết theo liền mình cũng không đi cùng lối, dù có gặp nhau cũng là mù mờ không biết nhau vì đã hết duyên và hết nợ. Nên nhiều người không hiểu, tưởng rằng người đó chết đi, mình thương yêu người đó, mình chết theo, mình sẽ xuống gặp người đó ở nơi chính suối. Bậy, sai lầm hoàn toàn, không hiểu. Nên chúng ta học Phật Pháp lợi ích cực kỳ lớn, học Phật không có gì mê tín cả. Vì nghe những đức chia sẻ những điều này có mê tín không? Không. Cực kỳ xác thực. Tại sao ngày thứ bảy Chủ nhật đa phần người ta đều được lợi ích? Người ta đến người ta tu tập lợi ích cực kỳ lớn quý vị. Nhớ kỹ. Nên mỗi một người chúng ta nên gây dựng tín nguyện niệm Phật cầu sanh Cực Lạc, để khi bỏ báo thân này chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng chọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật.